Xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em tiếp tục về một ít hàng này. Thì toàn bộ là hàng mua tại Nhật hết cho anh em. Anh em có cũng nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0975456854 nhé. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc và anh em được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Em đi vào mã đầu tiên này. Cây số 1 là một cây cần cần Ikada nhé. Ikada gốc làm bằng giả trúc này, gốc làm giả trúc nhé, chất liệu carbon nhé anh em. Chiều dài 1,8 m này, của hãng Ryobi nhé. Nhưng mà cây này do đọt nó mảnh quá nên là vận chuyển về nó gãy mất một khúc rồi, gãy một khúc trên này này, gãy mất một khúc rồi nhá. Thì nó không còn nguyên bản nữa đâu anh em nhá, nó còn khoảng ở mét 6 mét 7 đó. Khoen là khoen Fuji nhá, chất liệu carbon khoen Fuji này, cần dạng của Ryobi cho anh em câu bè hoặc là câu Ikada nhá. Cây này cũng còn nguyên bản nữa đâu, ngọn nó gãy mất một khúc rồi. Cái này mã số 1 có giá là 550.000 nhé. Mã số 1 550.000 cho anh em câu tôm hoặc là câu Ikada. Mã số 2 này. Mã số 2 là một cái cần Heiichi nhé. Cần Heiichi thì độ cứng của nó sẽ cao hơn cần Ikada nhé anh em. Cho anh em thích hợp cho nhiều câu bè, câu những nơi địa hình nó khó khăn hơn mà Ikada không không câu được. Hoặc anh em nào muốn câu mắt cá nhanh hơn nhé. Thì cây này là chiều dài 1,8 m này, độ cứng 20 này, đến 30 này. Và made in Korea nhé. Hàng của Korea xuất nhất này, tem vàng đấy anh em nhé. Cần khá là đẹp này. Khoen là khoen Fuji nhé. Khoen Fuji, bắt máy Fuji này. Cái này mã số 2. Ngọn khá là cứng nhé. Cho anh em nào thích cầu cứng hơn một chút này. Mã số 2 có giá là 650.000. Mã số 2 650.000. Chất liệu carbon nhé. Toàn bộ là chất liệu carbon hết. Mã số 3 này. Mã số 3 là một cây cần Heiichi tiếp, nhưng mà cây này của hãng Gamakatsu này. Gamakatsu là một thương hiệu cần câu nội địa nổi tiếng của Nhật này. Bắt máy Fuji nhé. Chiều dài là 1,8 m, khoen là khoen Fuji xích nha anh em. Khoen xích nhá. Cần nó hơi bẩn ý vì chưa vệ sinh nha anh em. Nào gửi cho anh em thì em sẽ vệ sinh. Cây này độ cứng nó khoảng 30 này. Chiều dài 1,8 m, độ cứng khoảng 30 cho anh em câu bè nhá, câu Heiichi nhá. Câu hành tráp nâu dìa. Cây này chiều dài 1,8 m, độ cứng khoảng 30, cần là cần Gamakatsu nội địa Nhật nhá. Khoen là khoen Fuji xích này, bắt máy Fuji này. Mã số 3 có giá là 1.400.000. Cây cần này mới chắc chắn nó sẽ không có giá dưới 4-5 triệu rồi nha anh em. Cần Gamakatsu rất là đắt tiền nhé. Mã số 4 này. Mã số 4 là một cây cần Heiichi tiếp. Heiichi của
quả nào đây? Cái này không rõ là của hãng nào. Khỏe, bắt máy Fuji này. Chiều dài là 2m1. Độ cứng 15. Made in Korea xuất nhất này. Tem ở đây anh em nhé. Tem xuất này. Chất liệu carbon và ngọn là ngọn tháp nha, cho anh em câu bè này. Khoen là khoen Fuji. Khoen này khoen nó khá là to, khoen như khoen cần lúa. Cái này đọt khá là mảnh nhá. Cho anh em câu bè, câu nâu gì ở hành táp này. Chiều dài 2m1, độ cứng 15. Khoen bát Fuji. Mã số 4. Mã số 4 có giá là 650.000. Mã số 5 là một cái kênh của hãng Olympic nhé. Cây này là chất liệu carbon pha phíp nhé, nên là cái này nó có màu xanh này, cái phôi kênh của nó màu xanh. Thường anh em phân biệt hàng giữa kênh carbon và kênh phíp thì kênh carbon thường là chỗ này nó màu đen nha anh em, cái đoạn nối giữa các khúc này là màu đen, còn phíp thì nó có màu đỏ hoặc là đỏ tươi, phíp đỏ mà có màu vàng đậm hoặc là vàng nhạt nhá. Thì phíp đỏ thì nó rẻ tiền hơn, còn chất liệu carbon pha phíp như này thì nó đắt tiền hơn chút và rẻ thì tiền hơn carbon nhá. Carbon thì nó đắt rồi. Khoen là khoen Fuji FS6 này. À, bát máy Fuji FS6 cần của hãng hãng Olympic nhá. Kênh của hãng Olympic này. Khoen là khoen lòng sứ nha nha. Khoen Fuji lòng sứ. Kênh 3 khúc dài 2m4. Cái này độ cứng khoảng 30 đấy. 30 40 đó. Cho anh em câu bè nhá. Mã số 1, 2, 3, 4, 5. Mã số 5 giá 450.000. Mã số 5 450.000. Mã số 6 này. Mã số 6 là một cái cân Heiichi của hãng NFT nhé. NFT thương hiệu của nội địa của Nhật này. Khoen là khoen Fuji phản quang nhé. Bắt máy Fuji tem vàng này. Phôi chất liệu phôi bông này. Phôi bông nó rất là đẹp. NFT nội địa Nhật nhé. Cây này độ cứng tương đương với khoảng 20 này. 2m1 độ cứng 20. Khoen là khoen Fuji phản quang. Cần khá là đẹp. Cái này mã số 6 có giá là 1.000.000 nhé. Mã số 6 có giá 1.000.000. Mã số 7 này. Mã số 7 là một cái cần Gamakatsu tiếp nhé. Cây này cán gỗ này nhé, cần Gamakatsu này. Bát máy là bát máy vặn tem vàng. Khoen là khoen Fuji 6 Gamakatsu thì thương hiệu nội địa Nhật rồi. Cần của nó rất là đắt tiền nhá. Cây này anh em mua mới thì nó không có giá dưới 4-5 triệu đâu. Cần của Gamakatsu thì anh em nào xanh câu thì biết thì giá cần, cái thế loại cần nào nó cũng rất là đắt tiền. Ngọn là ngọn tháp này. Cho anh em câu bè nhá. Cây này còn rất là đẹp, chỗ này trên này nó bị bẩn rồi, chưa vệ sinh nó hơi bẩn thôi. Cái này rất là ít xước nhé, mới khoảng 95%. Mã số
Mã số 7. Mã số 7 là một cái cân Gamakatsu này, nội địa Nhật này. Bát máy Fuji tem vàng, quen là quen Fuji 6. Mã số 7 có giá là 1 triệu 500 nghìn. Mã số 8 này. Mã số 8 là một cái cần hệ chi tiếp. Cán được quấn dây dù, quấn dây mây pha với dây dù nhá. Bát máy Fuji này. Cây này cần nội địa Nhật nha nha anh em. Taro 1m8 này, độ cứng 30 40 này. Cây này nội địa Nhật là tem của nó đây. Quen là quen Fuji nhá. Quen Fuji chiều dài 1m8, độ cứng 30 40, mã số 8 có giá là 700 nghìn. Mã số 9 này. Mã số 9 là một cái cân nội địa tiếp. Mã số 9 là cây cân nội địa nhá. Cây này người ta làm gốc bằng gốc trúc này, rất là đẹp này. Gốc nguyên một gốc trúc luôn. Bát máy là bát máy Fuji, ở đây có cuốn mây. Cần nội địa Nhật Nhật nha anh em. Chiều dài là 1m8 như vậy. Đúng rồi, chiều dài 1m8. Độ cứng khoảng 30 này. Cho anh em cô bè nhá. Mã số 9 có giá là 900 nghìn. Mã số 10 này. Mã số 10 là một cái cần của hãng Mamiya nhé. Cái cần hay chi tiếp của hãng Mamiya. Bát máy Fuji Stainless này. Quen là quen Fuji, chiều dài 1m8 đây. Mamiya Century Asakaze Shimewaza Karai. Cây này là cây cân ở Trung Quốc xuất nhất nha anh em. Chất liệu carbon này. Quen là quen Fuji, độ cứng khoảng 40 m8, độ cứng khoảng 40 nhá. Mã số 10. Mã số 10 có giá là 600 nghìn. Mã số 11 này. 11 là một cây Gamakatsu tiếp nhé. Cây này rất là đẹp này. Gamakatsu này. Quen là quen Fuji nhé. Fuji 6. Bắt máy Fuji để mới này. Cây này còn rất là mới nha anh em. Chiều dài là 1m65 và độ cứng là 30. Cây Special này thì giá mới của nó chắc cũng đắt lắm này. Chưa tìm hiểu Google trên giá nhưng mà em nghĩ là cây này rất là đắt tiền nha. Độ cứng 30 này, 1m65. Mã số 11. Mã số 11 có giá là 2 triệu nhé. Gamakatsu nội địa Nhật này. Cần rất là đẹp. Loại này giờ hiếm có, khó tìm không? Muốn tìm thì cũng là rất là đắt chứ. Cây tiếp theo là một cây Ryobi này, cũng là cần hê chi tiếp nhé cho anh em cô bé này. Bát máy Fuji tem vàng này. Quen là quen Fuji, độ cứng là 20, chiều dài 2m1 nhé. Ngọn ngọn tháp này cho anh em cô bé này, độ cứng 20, dài 2m1, cần của hãng Ryobi.
Mã số 12. Mã số 12 có giá là 700.000. Mười hai 700.000 nhé. 13 này, 13 một là một cái cần lùa nhé, cần lùa của hãng ở kinh này, ở kinh spin 56M này, chiều dài là 5,6 ft, tương đương 1m68, lùa là từ 4 đến 21 g, lai là từ 6 đến 14 lb này, made in Korea xuất nhất nhé. Khoen là khoen Fuji ở bát máy của hãng nhé, khoen Fuji bát máy của hãng này, độ cứng M dài 1m68. Mã số 13, 13 có giá là 450.000. Màu kinh màu trắng sữa nhé, có trầy xước nhưng nha, kinh cũ thì không tránh được rồi. Giờ anh em mua kinh cũ rồi ta lăn tăn vấn đề trầy xước, nó xước ít này rất nhiều rồi. Mã số 14 này. Mã số 14 là một cái cần lùa tiếp nhé, cần lùa của hãng Kayasan này. Cây này cây nội địa nha anh em. Chất liệu carbon nhé, 96% là carbon này. Chiều dài là 1,5 m. Cây này độ cứng tương đương với M này, chiều dài 1,5 m, độ cứng M. Khoen là khoen 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 của hãng luôn à, cây này khoen của hãng nhé, khoen của hãng nhưng mà khoen cũng hãng nó giả làm giả gôn này, nhưng mà lâu rồi nó bay hết màu. Chất liệu phôi bông rất là đẹp nhé, cây này phôi bông này. Mã số 14, 14 có giá là 450.000. 14 450.000. Mười lăm này, 15 là một cái cần của hãng Suzumi nhé, màu xanh ngọc rất là đẹp. Suzumi cần màu xanh ngọc, cần lùa nhé. Cái này là cần lùa dài 1,8 m, độ cứng là L, lùa từ 4 đến 12 lb này, lai là từ 14 đến 12 lb, lùa là 1/16, có nghĩa là nó tầm ở tầm 1 g, 1 g cho đến 1 g cho đến 9 g nhé, 1 g cho đến 9 g, độ cứng L này, thích hợp cho anh em câu suối hoặc là câu câu cá tráp. Cần sánh ngọc rất là đẹp mà, Suzumi, khoen là khoen Fuji, bắt máy là bắt máy máy của hãng gì đây, bắt máy của hãng nhé, bắt máy của hãng có mã của nó ghi đây này. Cái này là chỗ móc móc môi nhá, để tránh móc của cần này. Cần của hãng Suzumi, chiều dài 1,8, độ cứng L cho anh em câu cá tráp, câu suối. Mã số 15 có giá là 700.000 nhá. 15 700.000 này. 16 này. 16 là một cái cần của hãng Majorcraft. Kênh của hãng Majorcraft này, cây này là Majorcraft Slicer SS 622 UL này, cây này kênh UL nhé, chiều dài 6,2 ft là tương đương với 1m84 này, lùa là từ 0 g nhé, lùa từ 0 từ 1 g, không không phải mấy gam ấy, là cho là 0 g đi, 0 g cho đến 1/3 phần 16, 16 6 2 3.
là từ 0 gram cho đến 5 gram này. Lai là từ 3 đến 6 độ B. Cây này thích hợp cho nhà em câu cá tráp này, câu suối này. Khoen là khoen Fujisik nhá. Khoen Fujisik này. Cần của hãng Majocraft, cần màu xanh nhá. Cây này còn khá là đẹp ấy. Majocraft. Mã số 16. 16 có giá là 1 triệu 300 nghìn. Này. 17 là một cái cần của hãng Majocraft tiếp. Cây này là Majocraft Barbara này. Chiều dài 1,8 m. Lua từ 1 phần 16 là tương đương với từ 2 gram á, 2 gram cho đến đến 8 gram, 7 gram. Lai từ từ 4 đến 8 độ B nhé. Chiều dài 1,8 m, độ cứng L này, cho anh em câu cá tráp này hoặc là câu suối nhé. Bắt máy là bắt máy Fuji này. Tổng thể cân đấy nhé. Cây này cây của hàng China xuất nhật nha, nha anh em. Khoen là khoen Fuji. Khoen là khoen Fuji, còn cần sản xuất ở Nhật Bản, ở Trung Quốc xuất nhật. Cây này mã số 17. Mã số 17 có giá là 700.000. Giờ anh em không mua cái cần khoe mát Fuji đâu. Mã số 18. Mã số 18 là một cái cần của hãng Shimano này, cần máy ngang này. Cái này là Shimano Bass One nhé. Cần máy ngang này, Shimano Bass One XT này. Shimano Bass One XT. Chiều dài là 5,8 m nhé. 5,8 m tương đương với 1,75 m này, 74 này. Lùa từ 5 đến 18 gram. Lai là từ 6 đến 14 lb nhé. Cây này độ cứng tương đương ML này. Made in Korea xuất nhật nhé. Khoen là khoen Fuji. Cây này mã số 18 có giá là 750.000. Cho anh em câu hành tráp hoặc câu cá vược này. Mã số 19. Mã số 19 là một cái cần câu mực nhé. Một cái cần câu mực của hãng Alpha Taco này. Đây có vết chai xước này nhé. Bị xước sơn này. Cái này chắc người ta cắm vào ấy rồi. Cắm vào cái chỗ để giữ cái cân lại nên là bị xước sơn nhé. Bắt máy này, bắt máy Fuji này. Cần của hãng Alpha Taco. Cây này dài 2,6 m. Cây này chuyên để câu mực nha anh em. New Kaizen này. Độ cứng là 40-80. Không hiểu là độ cứng hay là dích. Cần của Trung Quốc xuất nhật nhé. Khoen là khoen Fuji này. Khoen Fuji xích nhé. Khoen Fujisik. Cần cầu mực nhé, cho anh em cầu mực này. Mã số 19 có giá là 1 triệu 2. Mã 20 này. Mã 20 là một cái ISO nhỏ của hãng Nissin nội địa Nhật này. À, Nissin này. Bát máy Fuji. Cây này là Nissin ISO 2 3,6 m nhé. Đọt số 2 dài 3,6 m này, cho anh em câu hành tráp này. Khoen là khoen Fuji nhé.
quen Fuji, lóng trồng khá là đẹp, cần của hãng Nissin nội địa Nhật này, quen là quen Fuji, bắt máy Fuji, mã số 20 có giá là 650.000. Mã 21 này, 21 là một cái cân ISO quen nhỏ tiếp, ISO quen nhỏ nhá. Cây này là ISO của hãng Vertex này, tem vàng của Nhật này, Vertex Super, đọt số 3 dài 5m4 này, cho anh em câu ghênh biển này, ngọn phối bông rất là đẹp nha anh em, ngọn bông này, phối cân này, rất rất đẹp nhé. Cần thì nó cũng có chai xước đấy, cần cũ thì không thể tránh được đâu. Mã số 21, 21 là cái cần ISO khoen nhỏ, đọt số 3 dài 5m4, có giá là 750.000 nhé. Thì vừa rồi em có giới thiệu sơ lược cho anh em 20 mấy mã cần đấy. Thì anh em có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0975456854 nhé. Anh em nào cần chi tiết về thông số kỹ thuật của cân, ví dụ như là đường kính ngọn, đường kính gốc hoặc là trọng lượng nhé, thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin cho em nhé. Em sẽ báo cụ thể từng cây cho anh em. Nếu mà anh em thắc mắc cái vấn đề là thông số kỹ thuật của cân ấy, thì anh em có thể liên hệ nhé, về số đo ngọn, rồi số đo gốc, rồi trọng lượng cân, thì anh em có thể liên hệ nhé, liên hệ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp rồi em báo nhau. Thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chào anh em và chúc anh em sức khỏe nhé.